người ta nhìn thấy bụng mà người ta không thấy bụng người thật của mình. Cho nên mình tạo thành thứ gì á, nhưng mà chỉ khi nào mà mình tắm mình gọi ra cái làng nó hiện lộ cái của mình ra vậy thôi. Thì những tu hành của mình cũng vậy, đừng có đòi công đức với ai nữa. Thật là mình, cái tất thật là mình, tất cả chúng sanh đều có tất thật, cái đó mặc dạy đó. Nhất thiết chúng sanh đủ hữu trí tuệ như lai đức tốt, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đều có đạo đức, đều có tốt tốt giống như cái Phật vậy. Tại vì chúng sanh đang sống trong vô minh. Vô minh là cái gì? Tại vì chúng sanh sống ở trong ba cái điều, ba cái môi trường, ba cái hoàn cảnh mà đạo Phật gọi là tam giới. Cho nên làm ra cái thành ra con người này thì chỉ còn là một con người, ta gọi là thầm thu. Cái điểm gọi là con người thầm thu, chứ cái thành con người không phải là thầm thu. Cái kinh mình nếu như đại thừa Đức Phật nói rằng là gọi là chúng sanh thì người ta thọ không phải là chúng sanh. Họ trong kinh Như Lai gọi những người bình thường đó là thầm thu, chứ người ta thọ không phải thầm thu, mà Như Lai gọi là thầm thu vậy thôi, chứ họ không phải thầm thu. Cũng như tôi nói là cái người mà do tô bùng, bị tô bùng, do ai đó tô bùng hoặc tự mình làm tô bùng, người ta nhìn không ra người, không ra giác vẻ của người, người ta tưởng không phải là người, nhưng mà kỳ thật là người đấy, người thiệt đó, tại vì tô bùng gột rửa cái bùng đó, hiểu lộ con người của mình là đẹp vậy đó, thông minh vậy, trí tuệ vậy, chứ không phải là con người ươi, hay là con giảng chân, hay là con tinh tinh, hay là cái quái trợ gì khác, không phải con người, mà tại vì môi vô cùng đẹp bụng, làm mắt, tay, mũi, lưỡi, tóc tay không còn, nó tưởng là không phải người, chắc khi thật là người thấy. Đấy là Phật dạy. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta đừng có lại lục ai hết, đừng có phan sinh ai hết, đừng có cầu thần ai hết. Không có thằng nào, con nào, đứa nào, ông nào, đức nào, đấng nào giúp đỡ gì cho mình hết. Tôi nói cái đó là bực lỗ tai lắm, bực cho mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà đặc biệt nói cái ông này nói cái dữ quá, cái gì hả, lần tới không có tới nữa, không sao hết. Mà tới nữa thì nói kiểu khác nữa, cũng là nhằm thế nào để lôi kéo các vị trở về với Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là gì? Các vị phải bồi dưỡng cái chánh kiến. Chánh kiến là cái thấy biết phải đúng đó, là thấy biết đúng đó, thấy biết một cách chừng đó, đúng chừng lý gọi là chánh kiến. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái vấn đề là thế nào là không chánh kiến, và thế nào là chánh kiến. Nhưng mà tôi nói hãy nói là nó đúng với cái không chánh kiến. Nói cái chánh kiến đương nhiên là nó phải đúng với cái không chánh kiến. Tôi nói ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh mình có thời gian là các vị đi thì hùng và lại Phật đọc. Ô quý lắm, Phật gặp quý lắm, bao nhiêu trăm năm ngàn năm mới có gì Phật gặp. Cho nên ồ à, mà đi lại mà đi cúng, mà hít hà, mà xích xoa, mà nhốt tóc, mà nhốt người để mong rằng là Phật gặp giúp đỡ họ trì. Nếu mà Phật tử mà như vậy thì tội nghiệp quá đi, không có một chút chánh kiến nào hết. Cái người mà học liễu nghĩa đại thừa đó là mỗi người chúng ta là Phật rồi, là Phật rồi. Đức Phật vừa thành Phật thì nó của rất là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vậy mà sao chúng sanh đang khổ nhiều dữ vậy hả? Tất cả ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy mà sao chúng sanh họ tự kinh họ dữ hả? Do vậy mà Đức Phật mới phát động tuyên truyền như vậy để chỉ nói cho mọi người biết rằng mọi người làm thành. Còn không phải Phật gọi là Phật phu đã bổ rồi, là tại vì là các người tô bùng, tô đất, tô lấy cỏ và bao và quấn thân mình đó, cho nên đã mất đi cái phẩm chất của Phật, của một con người thiện. Vì đâu bỏ cái phẩm chất của bên ngoài, lược bỏ bao bọc bên ngoài hoặc là bùng đất bên ngoài là hiển lộ con người ra là người thiện, y như những người trên thế giới. Ấy, phải học vậy.
Nếu chúng ta mà học Phật mà không có chánh kiến là không phải đại thừa. Chánh kiến là gì? Cái mà tôi nói bữa nay bốn cái mình đây là ví dụ như hôm qua tôi đi giảng từ ghi tôi có một người là ai đó biết đưa lại cái giấy người ta hỏi tôi vậy chưa, nhờ thầy trả lời tại sao cái thân trung ấm không dám đi ngang qua hậu và Phật, tại sao thân trung ấm lại không có ở trong bụng mẹ mà nhả ra, mà có thân trung ấm thì làm từ ở đâu? Có vậy nếu mà các vị nghe biết là các vị mê chắc rồi à, về nghe cái thân trung ấm rồi tưởng tượng rồi mình ai người nào chết ra rồi cũng có cái hồn, rồi cái hồn đó tức là thành cái thân trung ấm rồi bay nhảy trên không trung á. Do vậy mà phải cài nó cúng lần để cầu nguyện để cho cái thân trung ấm đó nó có cái chỗ để nó đầu thai. Rồi 7 ngày mà không được đó thì là 7 ngày sau. Do vậy mà 7 cái lần thấp đó gọi là 49 ngày để cho cái thân trung ấm nó có cái chỗ nó đầu thai. Rồi vừa vào cái thân trung ấm đó, cái từ đó đem nó hỏi tôi chứ tại sao thân trung ấm không dám đi ngang qua học qua thật. Nếu mà các vị hỏi là nhiều người ta trả lời cho các vị là thân trung ấm tại vì lý do này lý do kia không dám đi ngang mà hậu quan thành tại vì gì đó ta trả lời, tôi thì tôi trả lời khác. Tôi hỏi câu hỏi này, ai là người đặt lời câu hỏi này? Đó là nói vậy thôi chứ tôi không đòi cho người đó, rồi người đó là người ta tự ái ta tự ti người ta bỏ mình về sao? Tôi mới hỏi cái câu này, bây giờ tôi hỏi ai là người đặt câu hỏi, tự biết cho tôi biết cái phần của nó bọc cao bao lớn nặng bao nhiêu ký lô, ồ màu sắc ra sao, ăn mặc cái gì, cái kiểu cỏ dáng vẻ như là từ diện mạo, về hình thức, về trọng lượng, về trọng lực, về giá rẻ là sao, cho tôi biết thân trung ấm đi thì tôi mới trả lời. Thế thì là coi như cái ai mà câu hỏi là người ta bắt đầu có tỉnh ngộ rồi, làm gì có cái thân trung ấm mà trả lời cho được, thân trung ấm không có. Cũng như trước đây tôi hồi nhỏ tôi cỡ 11, 12 tuổi bà ngoại tôi chết đó. Bà ngoại tôi qua đời rồi mấy thầy chùa nói cái bà cái dòng hồn của bà là 21 ngày cái hồn thư đó, nó dậy, cho nên là mấy ông thầy phán rằng là phải lấy ba cái chung cơm đó để trong đầu cái lúc chết đó, rồi đem cái cơm đó đem phơi khô để dành nó. Nếu mà 21 ngày mà cái hồn thương mà nó dậy á thì nó lỡ nó đụng ai trên đây, đụng ai trên đây, mà nếu mà lỡ đụng chết á thì lấy cái cơm trong đầu này đem ra đốt ra cái tán ra cái trò uống nước cái là sống lại chứ không phải chết này. Mồ tổ ơi, tôi nói tôi sợ ơi là sợ. Tôi mỗi ngày tôi cứ tôi dần ra cái phía mộ của bà ngoại tôi á, tôi nhìn coi bà có cái hồn thương có dậy chưa, mà thấy con đốm nào đốm đốm nào mà nó bay ra là ngoài cái vùng đó, tôi nói hùng nhớ lại này cho anh rồi sợ sinh mặt á, thấy đốm đốm là sợ, thấy đốm đốm là sợ, tưởng tượng là cái hùng thương ta ra thầy chùa nó giống mà ăn cái là tôi rồi, tôi cũng là thầy chùa đây, mà nhờ tôi học mấy mươi năm trời cho nên tôi mới bỏ cái nó giống đó. Cho nó bậy về nó giống mà nó phát xuất từ cái không có trí tuệ, cho nên mày đặt ra hù người ta chứ không có hùng thương gì hết. Tới chừng mà tôi học mà nó lớn lên rồi đó, tôi mới nhớ chữ hùng là giống địch, chữ thương là giống cái, tinh tất cái tình vậy hát đó. Hát với mình là một anh hùng, người nữ anh hùng, về chúng ta phải đồng tâm hiệp lực để mà đánh đuổi giặc
gì đó, cái tồn đó, tổn thức đó, bên đây đó. Đối với hai cái ông quan tạo tạo nguyên và mặt mặt, mình phải là chấp cái bực nửa đồng mình vì đồng cách chung nên đâu cần là đánh đuổi cái nhạc của thái thú tô định rồi tạo nguyên là mặt mặt lên đánh rồi cái rồi cái cách nói như vậy rồi cái chuyện đó rồi chúng ta bên mình chết thì tại sao là mình phải nói mình là anh hùng rồi phải sửa lại là thêm nữ anh hùng, tại sao mình không nói mình là anh thư, tất cả chúng ta là anh thư chứ. Anh hùng là chỉ cho người giúp địch gọi là anh hùng, mà cái người mình giúp cái mình nữ thì gọi là anh thư, mà khỏi cần nói nữ anh hùng, nói nó mới tồn đó, nó hát đó. Mà nếu mà các vị có thiền định là các vị thấy được cái chỗ đó. Cho nên anh hùng, hùng thư, chứ hùng là giúp địch, chỉ cho giúp địch, chứ thư là chỉ cho giúp cái. Anh hùng là chỉ cho bên nam mình, anh thư là chỉ cho bên nữ. Ấy thế mà ông thầy chùa hồi nào cho tôi xin pháp mặt hồi đó bao nhiêu 21 ngày đó, ông nói là cái hùng thư của bà cụ nữa trong vòng 21 ngày là bữa đó nó chạy. Nó vậy có nghĩa là phần như bả nó trùng lên cho nó bay là vô trong nhà nó kiếm cái chỗ của nó phát xuất hồi nó chết á, mà hắn đụng ai thì chết đấy, cho nên phải lấy cơm đó mà tán ra đốt uống. Chúng ta ơi do cái tập tục mê tín gì ra mà do cái trình độ thấp kém của mình hồi xưa đó, cho nên cái tờ nãy nói đó, thờ bà mẫu nè, thờ cái thấp tầng nè, mà đem vô bà thờ tầm lum mất trong chùa đó là do trình độ thấp kém. Cho nên là gặp ai sợ đấy, gặp ai sợ đấy, rồi cần thờ vậy chứ là Phật không phải vậy. Cái là nói đó là nói thiệt đó, chứ không phải là ta có ác ý đâu. Mà nói xin lỗi em mà bác ca, chùa bà thờ bà mẫu à, gọi là cái đền mà cái khoảng cái thờ mẫu là đồ ăn ngọc trà, mà Phật thì lâu lâu để cho chút. Bởi vì Phật cách xa không có gần gũi cho nên là không ủng hộ nhiều, cho nên là lâu lâu nhín thì ngàn chút thì thôi, để dành cho cái lèo tèo cho bà Phật. Còn cái đền mẫu là vàng thoi, gọi là thoi vàng gió đó, cho tiền tía bay vàng thoi chất chồng cuốn mẫu và đồ ăn cả tam sen thịt cả tôm thì chị đem cuốn mẫu giấy đầy, mà ở chùa nhờ cái đền mẫu hơn là nhà Phật. Cái đó là chuyện của Phật, cái ông thạc sĩ đã biết là chuyện của Phật. Mà cái đó là cái nhận thức sai lầm của những người đã chứng Phật. Đức Thánh Tình đem vô thờ của chùa cũng không phải gì mẫu liễu hạnh hay mẫu gì đó. Còn ở miền Nam mình đây là tên mẫu chút xíu thì kia, cho đốc một, cho đốc hai gì đó, đều không phải là đệ tử Phật hết. Cái tên của các vị thì không ai có quyền cả, nhưng mà người tin như vậy mà gọi là đệ tử Phật, phải tin như vậy, phải làm như vậy, phải cúng như vậy là không phải đệ tử Phật, vì không có chánh kiến. Chánh kiến là muốn tin, là phải tin nhân và tin quả. Muốn làm lành, muốn trồng, muốn ăn dưa hấu là phải trồng hột dưa hấu mới có quả ngọt mà ăn, chứ không có lại được thằng nào, con nào, đất nào, đứa nào hết. Muốn ăn hôm qua là phải trồng hột hôm qua, nó phải chừng đó hai đọt hai trái đều là được ăn cái chất khổ qua. Muốn ăn xoài cát hòa lộc thì phải trồng cái giống xoài cát hòa lộc mới có ăn xoài cát hòa lộc, chứ trồng cái xoài cát trương thì không thể có cái mùi hương vị của xoài cát hòa lộc được. Đó là dựa trên cái giống nhân quả mà tu mà tập mà hành, để biết mình muốn ăn cái gì là mình phải trồng cái giống gì. Muốn ăn sầu riêng là sầu riêng thì mình phải chiết cái giống đó mà trồng. Mua ăn cái sầu riêng ngọt thơm thì phải lấy nguyên cái giống của Thái Lan mua giống đó mà trồng, chứ không có lại một thằng nào, con nào, đứa nào giúp đỡ cho cái sầu riêng tầm thường mà ăn giống cái sầu riêng ngọt thơm không có đâu. Đấy, cho nên là tôi nhắc nhở các vị, nếu mà còn nghe các vị sẽ nhẹ nhàng như lắm, không có cầu lại một người ông nào, bà nào, thằng nào, con nào, đứa nào, đất nào, đất nào hết. Câu này tôi nói mấy chục năm rồi, kiên sanh kiện tu nhất đáng, tự liệu quốc vô nghiệp nhân.
Ở đời này tự mình định đoạt số phận của mình, giải thoát giác ngộ hay không là mình, an lành hạnh phúc không là mình. Ngũ giới bất cẩm tử, nếu anh nào nghe cái lời Phật dạy rằng là uống rượu là nguy hiểm, thì các anh thử gì không uống rượu đi. Không uống rượu thì không có say sưa, không có đánh lộn, không đánh vợ mắng con, không có chạy xe lạng lách rồi đụng cầu thì chết bởi tai nạn giao thông là vì rượu. Thế thì đó là cái nhân không uống rượu là nó ra cái quả đạt hoạt. Mà cái nhân uống rượu như uống chèm thì chạy xe, xe hơi, xe cái máy gì cũng rượu cũng tàn thì chết hết. Thậm chí về nhà là đốt nhà, là đánh vợ chửi con cũng có. Đó là nhân quả rõ ràng. Muốn có tiền thì phải học hành cho đỗ đạt thành tài, rồi mới cứ vô công trường, vô xí nghiệp, vô cơ quan làm việc với người ta, thì một tháng mới có 5 triệu, 3 triệu, 15, 20 triệu tùy theo cái khả năng trình độ học vấn của mình, chứ không có gian giác thằng nào, con nào, đứa nào, ông nào, tấn nào, mất nào là cái gì đó cho ai. Tôi nói là tôi nói mạnh, càng già càng nói dữ. Một bởi vì nói để sắp chết mà không nói mạnh cũng chết à. Bây giờ mình nói cho hết ý. Cái tôi nói là không ai dám nói đâu. Ít người dám. Tôi chưa thấy người dám nói. Bởi vì người ta nghĩ rằng là người ta còn sống lâu lâu. Còn tôi bây giờ ngã cái bình này nè, chưa bao giờ có ân hận tí nào hết, chưa bao giờ sợ. Cho nên là mình học cái gì rồi mình hiểu, mình cút vô trao đổi ảnh cho Phật tử mình, cho tăng ni mình. Không giống như nó mạnh giữ được cái cuốn này nè. Cái bữa các vị đọc nè, mạnh dữ lắm. Nhà xuất bản nè, đọc rồi ta kiếm việc mà đọc là ớt mà. Để cho một tháng rồi sau nó mới viết cái lời giới thiệu rồi ta mới cho phép mà. Nó nên những cái ý tưởng này ta nên là ta tôn trọng, ta bằng lòng ý tưởng rất tốt. Nhưng mà sợ rằng là có nhiều người ta không chịu được, ta không chấp nhận nổi. Tuy nhiên là ta cũng không có vẻ của mình, ta tôn trọng ý kiến của tác giả. Cho nên là xin phép cái này là phải mất cả tháng hơn. Nhưng bây giờ là đang nghe, đang nghe. Mà nội dung là kéo các Phật tử về đi vô đường bát chánh. Người ta nói các vị là nếu mà đi tu thiền là lạc thiền. Các vị đọc cái đó, thiền không có bao giờ có chỗ nào lạc. Tôi bảo đảm các vị, nếu mà các vị bằng lòng nghe tôi hướng dẫn tu thiền, không bao giờ có chỗ lạc. Mà tu thiền là có an lạc ngay từ cuộc sống, an lạc ngay. Còn tu tịnh độ đừng có tin. Các vị mà bằng lòng mà học tu tịnh độ thì tôi cũng hướng dẫn tôi các vị tu tịnh độ được. Mà các vị mà không bằng lòng nghe cái tịnh độ mà kiểu của tôi nói thì coi chừng. Có người đã báo cáo cho tôi rồi, rất siêng năng tinh tấn tu tịnh độ rồi, không thèm mặc quần áo nữa. Cứ tụng rồi cứ niệm rồi cứ kêu danh hiệu suốt ngày vậy là tinh tấn mà, tinh tấn siêng năng mà. Kêu biết rồi cái đầu mà không biết mình là ai, rồi cái đề tắm rồi cái mặc đồ rồi cái đi trong trong ngoài đường chơi nè. Cái đó nó cho nên là nói như vậy có nghĩa là tôi tịnh độ vẫn cứ lạc tịnh độ, lạc chứ không phải là không lạc. Là tại vì mình tu nói tu tịnh độ mà không trúc tịnh độ thiệt. Cũng như thiền mà gọi là tu lạc thiền là tại vì không trúc tu thiền thiệt. Tại vì không có minh sư hướng dẫn. Tại vì cái người mà dẫn dắt mình đến người đó, họ bản thân họ không có thiền, họ không hiểu thiền thì lấy gì họ dạy thiền cho mình. Bản thân họ không có tịnh độ thiệt, họ làm sao họ có sự an lành nào họ dạy cho mình cái tịnh độ được. Tịnh độ tức là cực lạc, mà bản thân họ không có cực lạc, họ đang muốn tràn ngập, họ mong muốn họ bị trâu dùi trong tiền tài sắc dục danh vọng lợi lạc hơn thua mãi quyết tốt xấu.
già trẻ, cái giá trai gì nghĩa là tất cả những cái gì của cuộc đời thì có, thì mình đã có hết. Cái gì cuộc đời sai lầm mình có sai lầm hết, thì mình dạy tôi trình độ làm sao mà có cực lạc được. Tài sắc danh thực thì không buông bỏ thì làm sao có cực lạc được. Tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến, miệng kiến, tài kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, không tu tập, không sửa bỏ thì làm sao có cực lạc được. Cho nên tôi bây giờ tôi nhắc vậy, nhắc cái gì mà bỏ những cái sai lầm, những cái tà kiến. Thế thì là tôi nhắc lại là các vị đừng học nhiều, lấy cái cuốn Phật ba của tôi đó, cái Phật ba mà có thành chí tâm đó, học cái tứ diệu đế. Hỏi cái nhà mình đang bị cái khổ gì, phải hỏi mình hiện giờ mình đang khổ gì, cái gì. Nói rằng là mình đang khổ về cái khổ cái phần quán tánh hội, bởi vì bây giờ ba bốn chỗ nợ nần thiếu qua thiếu lợi chằng chịt, rồi buôn bán rồi lừa đảo gạt gẫm lẫn nhau, rồi mình buồn bực mình giận quá, đau khổ quá, bởi vì con người có thể tình mình đang đau khổ vì cái sự thù hận ghen ghét. Thế thì đây là dựa vào cái khổ quán tánh hội đó mà tu tập mở cái gốc, tháo cái nguyên nhân nào làm cho mình bị cái khổ cái bậc quán tánh hội. Thế thì mình im như uống thuốc vậy đó, mình nào thì uống cái thuốc, cái món thuốc nào vô cái bệnh mà uống thuốc, và thấy mình bệnh thì mình mua thuốc uống, thầy thuốc cho thuốc mình uống là hết. Hỏi bây giờ nó bị khổ gì, nó dạ tôi có cái khổ kêu ái dục ly. Thế này có Phật tử mới gặp tôi mới nói, ông xã 71 tuổi qua đời, và mới nói tôi đó, nếu mà không có nghe kinh nghe chánh pháp á thì đương nhiên là sẽ khổ tâm lắm, nặng nề lắm, thương lắm, tiếc lắm, bởi vì vợ chồng thương yêu chung tình tốt nhau trong cuộc sống, vậy mà ông phải có tuổi ông chết, cho nên thương nhiều lắm, nhưng mà nhờ nghe kinh mà nhẹ nhàng, không có khổ ái được ly. Tại sao nghe kinh rồi là giải tỏa được cái khổ ái được ly? Là như nghe kinh rồi thì mình hiểu biết rằng là vấn đề sanh trụ nhị diệt là chân lý của cuộc đời. Vũ trụ này nghe có trực tiếp đâu đó đi nữa cũng không có nhiều, là vì vũ trụ là quy luật của vũ trụ là phải thành trụ quải thông. Còn kiếp con người thì ai cũng phải sanh lão bệnh tử, mà ông xã mình mà hơn 70 là theo thơ Đỗ Phủ của nhà Đường có cái câu là nhân sanh thất thập khổ lai, mà người của mình, người thân của mình là hơn 70, tức là vô cái mức khổ lai rồi. Do vậy mà thấy được cái chân lý vô thường cộng với cái hiểu biết đó, cảm giác thật khổ, vợ chết cũng không khổ lắm. Đương nhiên là cái tình người thì cũng có thương, cũng có tiếc, mà không đau khổ vật vã như những người không học Phật. Còn học Phật bây giờ, ví dụ như làm ăn, bây giờ làm ăn giờ mấy cả các chục tỷ, các trăm tỷ, các ngàn tỷ. Mà làm ăn thì cái đắt thì thấp, có khi nó thu thiệt cho tới 110 tỷ. Mà 50 tỷ thì mình cũng còn được vài chục tỷ, giống mình chưa sai. Nghĩ rằng thôi thì bây giờ cuộc đời tài trụng phủ gia, nó không có bằng chắc gì hết, cho nên vợ lỡ thua 3 tỷ, mất 5 tỷ gì đó, đừng có đau khổ nhiều. Nếu mình đau khổ nhiều của nó là mình muốn mình mong mỏi nhiều quá đó, nó thành cái khổ cái bậc cầu bậc nặng. Mình muốn bỏ ra 10 tỷ mình kiếm được 30 tỷ, mà giờ muốn bỏ ra 10 tỷ mình kiếm được có 4-5 tỷ, 6-7 tỷ gì đó, ví dụ vậy. Thì thật là cái khổ mong muốn thèm chuộng quá, sinh của ta khổ gọi là cầu bậc nặng khổ. Bây giờ mình mở bắt cái mong cầu nhiều đi. Nói trong này có những bà con ta trong tháng có vài triệu bà triệu mà ta sắp dẫn cứ thoải mái. Có người là một tháng có 10 triệu, 15 triệu trong nhà nó thu nhập mà sống không thấy thoải mái, là vì cái mong muốn đó nó quá nhiều, cô đòi quá nhiều,
thấy xe ta tốc cũng muốn, thấy điện thoại ta tốc cũng muốn, thấy nhà ta tốc cũng mình cũng muốn vậy. Và thấy cô đây nhà mình có một tầng lầu, thấy nhà ta chừng 17-18 tầng mình cũng thấy mình cũng muốn vậy. Cái đạo khổ đó là cầu bất đắc khổ. Học Phật rồi đa dục chi khổ sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi thiểu dục vô vi phân tâm tự tại. Ai là người ham muốn nhiều là người đó bị cái khổ dạ về cầu bất đắc. Mà nếu mà chôn cải mà nó mất đi thì gọi là cái khổ dạ dục vi. Cho nên học Phật là học trên cái chân lý nhân quả. Đức Phật là một nhà tư tưởng như trong cái bài nãy đó, là một nhà tư tưởng. Nói rằng là Phật là bậc giác ngộ chân lý. Phật dạy mình đừng có đam mê những cái thứ đó. Trên đời này nó có 8 cái khổ mà thường xuyên ai cũng bị hết. Đó là sanh. Sanh tức là cuộc sống hoạt động trong, để mà luôn sống trong cuộc đời mình. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ. Ái biệt ly là như tôi vừa nói, phu nhân ơi, chết sống là sự đi về. Nó thái một trò dấu biển, phu nhân ta hay các bạn tấn công đi. Nghĩa là thi sách bị đấu bên kia mà dưới này vẫn cứ tấn công. Bởi vì chết sống là sự đi về, hợp ta là trò dấu biển. Đó, cái câu đó mà tôi coi cái cùng tôi trong mình linh là vừa coi hát và vừa thiền định. Người thế gian người ta yêu nước mà ta coi sự sức, chất sống là sự đi về. Còn như mình đây mình học ra chân lý, sinh lão bệnh tử là chân lý mà mình còn sợ nữa hay sao? Cho nên không có sợ. Thành tựu hay không là chân lý, mà mình ở trong cái vũ trụ này mà mình lại sợ cái thành tựu hay không, rồi mình đau khổ vì đó, như vậy là mình bị vô minh che lấp đó. Do vậy cho nên phải học cái thứ nhất là chân kiến, phải kỹ biết, phải chân chắc. Cái thứ hai là chân tự nhiên. Chân tự nhiên rất là thiền định đấy. Chúng ta không học Phật, chúng ta tự nhiên sai lầm. Thí dụ như bây giờ đây, như gì cái bài ta nói này, mình phải làm ngành nào nghề đấy, mình phải làm là nhân mà thu hoạch cái thành quả là quả. Phải trồng cây mới phải ăn quả, mà phải kinh doanh thương mại mình mới có lời lại, mới có nhà cửa, mới có sự nghiệp. Phải học vấn, cái nhân là học vấn mới có cái quả trí huệ. Cái nhân là định thì mới có cái quả là huệ. Giới định nhân tuệ là cái quả, mới có cái tuệ thì là phải có giới có định. Mà giới định tuệ là nhân, mà giải thoát và giải thoát cái kiếp là quả. Thế thì cái quá trình nhân quả đó nó chỉ qua hết cả vũ trụ và